Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn thực hành bài tập đọc nhạc số 1 cùng vui chơi. Trước khi chúng ta làm bài thực hành này, các bạn sẽ chuyển đổi kích vào dưới cái biểu tượng chữ V màu đỏ này, phần mềm Unicode. Chuyển đổi cho cô Unicode dựng sẵn và các bạn nhấp vào VNI Windows. Rồi, kiểm tra một lần nữa xem coi chúng ta đã nhấp vào VNI Windows chưa và tích V đã nằm ở VNI Windows. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái bài hát nó gồm có gì? Tiêu đề, nốt nhạc và lời bài hát. Thì ngày hôm nay chúng ta chỉ có một cái mới thôi. Đó là gì? Chúng ta viết lời cho bài hát. Đây là cái phần mới của bài học ngày hôm nay. Còn toàn bộ những cái phần còn lại là chúng ta đã học từ năm ngoái, chương trình lớp 4. Vậy, bây giờ chúng ta sẽ quan sát. Ở đây chúng ta có hai trang nhạc và mỗi một trang thì có 4 cái khuôn. Và bây giờ cô sẽ đi vào phần thiết kế cái bài hát này cùng với các bạn. Cô sẽ khởi động một cái trang mới. Thì các bạn, để khởi động một trang mới, chúng ta sẽ vào File, chọn thẻ New, hoặc các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl N. Tại đây, các bạn sẽ chọn cho cô Single Saver trong phần lý thuyết. Năm ngoái chúng ta đã học rồi. Và phần layout các bạn sẽ định dạng cho cô 1, 2, 4. Ok. Sau khi chúng ta thiết lập xong, chúng ta sẽ mở to cái cửa sổ. Các bạn sẽ rê chuột và cái phần map. Các bạn để ý. Nếu không thì chúng ta nhấp ra ngoài thì nó sẽ bị to. Các bạn nhớ chú ý là chúng ta nhấp vào cái map. Nó phải xuất hiện cái khung. Khung mờ mờ thì chúng ta kéo chúng ta rê nó mới đi, nếu không nó không đi. Sau khi mà chúng ta kéo xong rồi, các bạn có thể phóng to cái cửa sổ. Chúng ta sử dụng kính lúp nè, chúng ta nhấp chuột vào cái màn hình, chúng ta phóng to để chúng ta quan sát thấy rõ cái bản nhạc của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái phần tiêu đề. Thì để vào cái phần tiêu đề thì chúng ta sẽ vào score, chọn test element. Cái này là kiến thức năm ngoái chúng ta học rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ có bảng test element. Các bạn sẽ nhấp vào score title. Score title là tiêu đề ở giữa. Các bạn sẽ nhấp vào score title. Trước khi đánh tiêu đề ở giữa thì các bạn sẽ chuyển đổi cho cô. Chúng ta sẽ nhấp vào thẻ phong và chuyển đổi thành phong VNI Windows. Các bạn sẽ rê chuột và tìm đến cái phong VNI. Đây, khu vực có chữ VNI, còn các bạn chọn mẫu nào cũng được. Các bạn chọn lấy một mẫu cho cô VNI. Ví dụ cô sẽ chọn VNI Bar. Rồi chọn kích thước chữ. Sau khi chọn xong thì các bạn có thể nhấp vào OK. Rồi chúng ta mới đánh chữ tại đây. Tập đọc nhạc số 1. Các bạn thấy là ở đây chúng ta sẽ thấy là nó không ra dấu tiếng Việt. Nhưng xí nữa chúng ta nhấp OK, nó sẽ ra dấu tiếng Việt là được. Tiếp theo là tiêu đề bên trái, Instruction. Chúng ta cũng chuyển đổi phông chữ cho cô sang VNI. Các bạn chọn cho cô VNI. Cô chọn VNI Cell. OK. Và chúng ta sẽ gõ chữ.
Vui tươi. Sau khi gõ xong, chúng ta nhấp cho cô vào chữ OK. Thì các bạn thấy là cái tiêu đề của chúng ta đã được xuất hiện ra dấu tiếng Việt đầy đủ và chính xác. Sau khi mà thiết kế xong thì chúng ta sẽ thấy là cái nhạc của chúng ta đang mặc định là 44, thì chúng ta sẽ chuyển nó thành 24. Chúng ta sẽ vào cho có Metro Time Signal ghi âm. Chúng ta chọn cho cô 24 và đi từ điểm số 1 cho đến điểm số 8. Ô khuôn nhịp từ khuôn số 1 đến khuôn số 8. OK. Như vậy là cô đã vừa chuyển từ 44 sang 24. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thiết kế nốt nhạc. Các bạn sẽ nhấp chuột trên thanh công cụ cho đến khi xuất hiện cái thanh note. Và chúng ta nhìn nốt nhạc của chúng ta, nốt móc màu đen, và các bạn nhấp. Các bạn thấy là ở chỗ này nó đã xuất hiện là nhưng mà nó dính chùm. Do đó để rõ ra thì các bạn sẽ nhấp cho cô vào mũi tên. Và các bạn bôi. Sau đó các bạn sẽ vào Note, chọn Beam và Beam Group, hoặc phím tắt là Ctrl M để giải cái nhóm vừa mới dính chùm xong. Và ở đây các bạn thấy cái nốt nhạc này cô đặt sai vị trí, thì cô sẽ đè con chuột kéo re và thả sang cái vị trí cho đúng cái nốt nhạc. Tiếp theo đến khuôn thứ hai. Khuôn thứ hai. Sau khi xong khuôn thứ hai thì cô sẽ làm khuôn thứ ba, và các bạn thấy là cái khuôn thứ ba có những cái nốt nhạc giống y như của khuôn thứ nhất. Do đó cô sẽ sử dụng phím mũi tên, cô chọn bôi đè kéo rê sử dụng toàn bộ. Cô nhấn Ctrl C để cô copy, sau đó là cô di chuyển chuột qua cái khuôn thứ ba, cô nhấn Ctrl V và cô đã được nguyên si cái bản thứ ba như thế này. Tiếp theo là nốt trắng ở khuôn thứ tư. Sau đó cô sẽ làm luôn cái trang thứ hai, dòng nhạc thứ hai, thì cô cũng sử dụng mũi tên, cô quét toàn bộ, cô nhấn Ctrl C và cô di chuyển xuống phía dưới, cô nhấn Ctrl V. Như vậy là cô đã được cái bản nhạc. Và bây giờ chúng ta sẽ xem coi bản nhạc chúng ta lệch ở chỗ nào, thì chúng ta sẽ kéo cái khuôn thứ 6 này, nó bị lệch vài nốt nhạc, thì chúng ta sẽ kéo cho đúng với cái lời của bài hát, cái nốt nhạc của bài hát. Khuôn thứ 7 chúng ta cũng lệch một nốt nhạc. Khuôn thứ 8 chúng ta lệch một nốt nhạc, và chúng ta kéo cho đúng thôi. Như vậy là cô không cần phải thao tác ở trên mouse, và cô đã điều chỉnh xong toàn bộ cái phần bản nhạc của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài học ngày hôm nay, đó là viết lời cho bài hát. Thì để viết lời, chúng ta sẽ có 3 cách. Một, chúng ta sẽ vào Windows, chọn Plate và nhấp vào Graphics, thì công cụ Graphics sẽ xuất hiện. Rồi cô, với cách 1 cô tắt đi. Với cách 2 là chúng ta sẽ nhấp vào cái thẻ Note cho đến khi nào xuất hiện cái công cụ Graphics thì chúng ta dừng. Cách thứ 3 là các bạn có thể sử dụng tổ hợp phím On, Shift và L. Sau khi xuất hiện công cụ Graphics, chúng ta sẽ chọn vào menu Text và chúng ta chỉ việc nhấp vào nốt nhạc. Thì nó sẽ để một cái dấu nháy cho chúng ta đánh lời. Nhưng mà trước khi chúng ta đánh lời, các bạn phải nhớ vào cho cô chuyển đổi phong chữ. Chúng ta sẽ vào Text, chọn phong. Và lúc này các bạn cũng chọn cho cô VNI. VNI. Các bạn kiếm cho nó phù hợp với cái lời của bài hát của các bạn. VNI.
Cô sẽ chọn VNICL và này chữ này nhìn nó cũng không. Các bạn có thể chọn một cái mẫu nào mà các bạn thích nhé. Cô chọn VNICL và cô chọn italics để được chữ nghiêng. Chọn cơ chữ lên 10. Ok. Sau khi xong thì cô nhấp trở lại cái nốt nhạc và bây giờ cô chỉ việc gõ cái lời cho bài hát thôi. Cầm tay nhau ta đi chơi. Vậy đàn ai đang vui ca chấm. Cầm tay nhau ta vui hát. Phải ngàn tia nắng chan hòa. Như vậy là cô vừa mới hoàn thành xong cái việc gõ lời toàn bộ phần bài hát tập đọc nhạc số 1 cùng vui chơi. Sau khi thiết kế xong thì các bạn có thể nhấp vào nút play. Đưa con trỏ chuột xuống cái khuôn đầu tiên rồi chúng ta nhấp vào play. Và các bạn nghe thử xem coi cái bản nhạc của chúng ta nó đã lên chưa. Và ở đây các bạn thấy là của cô nó không có phát ra tiếng. Thì cô sẽ điều chỉnh lại cái phần media. Chúng ta sẽ vào setup, MIDI setup và các bạn chọn cho cô hai cái cuối cùng. Ok. Và các bạn nghe lại thử coi nó đã ra nốt nhạc chưa. Xem coi cái bài hát chúng ta đã đúng chưa. Như vậy là sau khi chúng ta đã nghe xong chính xác thì chúng ta sẽ vào file và lưu lại cái bài hát cho cô. File save. Các bạn nhớ là lưu trong ổ đĩa D hoặc ổ đĩa E. Và các bạn đặt cái tên bài hát vào đây. Cùng vui chơi. Lớp chúng ta là lớp 5. 5B. Xoay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hành cho cô nha.